Sau này có tự nhiên, tại vì chùa chúng ta đây có tên là chùa Hoa Nghiêm thì tôi có thể chọn một cách đại lược kinh doanh giảng giảng như vậy á, để có hệ thống gì sao có thể gia cố, có thể tham khảo. Còn bây giờ giai đoạn này mình chỉ chút trình đoạn mình đó, trong giai đoạn còn đang thành lập. Đây là cái cuốn sách kinh doanh cật mà kinh doanh cật thì tôi đã trì tới cũng trên 30 năm và tôi có đã có giảng ở tại bệnh viện Thường Chiếu, nên là hôm nay tôi cũng giảng lại những cái đoạn ngắn thôi. Ví dụ như của cuốn này có phát hành ở đây, kinh doanh cật của Liên Hoa Tịnh Độ, là cuốn này rất là hay. Nên đây tôi đọc cái đoạn trang 178, đoạn 14 nói rằng là một đời làm việc nhiêu ích cho thiên hạ trong cõi ta bà còn hơn 100.000 kiếp tu hành ở các cõi khác. Vì sao? Bởi lẽ ở cõi ta bà mới có những kẻ nghèo, những kẻ phá giới, những kẻ giận hờn, biến nhát, loạn ý ngu si, những kẻ bị tám nạn, tâm nhỏ hẹp, ưa thích tiểu thừa, thiếu đức, thiếu duyên. Nên các Bồ Tát quả này mới có cơ hội thực hành lục độ và vạn hạnh để giúp họ tạo được duyên lành với họ, từ đó mới dẫn dắt họ trở về nguồn cội, tức là trở về với Phật Tánh, tức là thành Phật. Nhưng phải là những Bồ Tát bất thối chuyển đã phát đại nguyện tận độ chúng sanh, có đầy đủ trí tuệ mới có khả năng làm những việc nhiêu ích như thế, tức là lợi ích cho chúng sanh đó. Mà muốn làm những việc ấy, Bồ Tát phải sống chung cùng với chúng sanh, phải lăn lộn trong cuộc sống như họ, là đồng sự nhiếp đó, chứ không thể sống riêng rẽ, cách biệt, chùa riêng, Phật riêng hay là một cái hang động riêng, ý như vậy. Chính cuộc sống hiện tại vô cùng bận rộn này mới là nơi lý tưởng để Bồ Tát dấn thân. Như vậy thì chúng ta có hai cách nhìn, phải không? Cách nhìn tiêu cực á, thì than ở thời này mạt pháp, thời này hắc ám, thời này là hỗn loạn, thời này đang tối tại các tính chất than hết trơn á. Rồi cái gì cái thang đó mình không có nhìn toàn diện, cái lỡ mình bị sụp hầm sụp hố vậy đó, bị rớt cái gì đó, chứ mình đổ thừa tại nghiệp. Rồi lấy cái tại nghiệp cái đổ thừa hoài, chứ mình đâu mình cái thói quen luôn. Nên mình phải nhìn vào cái mặt tích cực đó, mình mặt tích cực thì mình thấy rằng ủa, thì ở đây lại là Bồ Tát lại cảm ơn chứ, cảm ơn cái cõi mà ta bà đau khổ này để mà hành đạo, phải không? Cũng như là mình đi học cũng vậy đó, mình thấy cái chỗ nào mà khi mà khó khăn đồ đó đủ thứ á, ấy vậy mà nó giá trị. Tại vì cái những cái trường đại học nổi tiếng thế giới thì chỉ phải khi khó khăn thôi, nhờ cái khó khăn đó thì bằng cấp mình có ngày mới giá trị, chứ mình lựa cái trường dễ là thi dễ điểm thì cũng dễ, thì đương nhiên cái bằng mình cũng không có giá trị. Cho nên phải nhìn hai mặt. Chính tôi cũng vậy, cuộc đời tôi cũng đau khổ vậy đó. Bạn nói là tôi có lần tôi ở trước đại chúng của Thiền viện Trung Đông Đà Lạt đó, bữa đó thầy Trợ Giác có dẫn 21 Việt kiều về thăm Trung Đông Đà Lạt. Thì tôi cũng nói với đại họp với đại chúng, tôi nói rằng là cuộc đời của tôi trên 7 chìm 10 nổi mấy chục cái lên lên rồi, nhưng mà nói như vậy không phải là tôi chưa cỡ. Mà chính tôi có gửi thơ nhưng mà tôi nói nhờ thân bệnh, tức là cô đã có khổ lắm, tôi bệnh từ nhỏ rồi, nhờ thân bệnh con mới khám phá ra tâm bệnh. Thân đã bệnh nặng rồi thì tâm bệnh lại càng nặng hơn. Thì mình nhận thức như vậy đó, tự nhiên đó mình tích cực mình tu cái cuộc đời của mình chuyển hóa, phải không? Cho nên cái hai cách nhìn, mình nhìn sự thật đi, chứ đừng có bao che. Nhờ sự thật như vậy cái mình cố gắng vươn lên. Mà nhờ cái vươn lên như vậy á, thì sau này mình gặp những chướng ngại, tại vì cái những cái chướng ngại khó mà đã vượt qua rồi, thì đương nhiên chướng ngại nhỏ thì mình vượt qua cái một. Cũng giống như là tôi học toán vậy đó. Cái thời mà hồi trẻ thì tôi thích toán vậy đó. Có lời sở đố một bài toán toàn quốc á, là tôi lại say mê toán, tôi giải tới 10 cách giải, 10 cách giải khác nhau. Nhờ cái say mê đó sau này tôi thi đầu bộ đó. Đấy, tại mình mê cái mình giỏi thì toán thì biết là khi đại học là chủ lực là toán, ngày hai toán giỏi là thường thường dễ đầu hết, còn nhiều cái đại học đó.
mà tôi lại học càng lên cao càng xuất sắc. Như vậy thì mình cảm ơn cái lúc mà mình gặp những bài toán khó á, những bài toán đố mà cả toàn quốc mà ông thầy của tôi nó bỏ 3 ngày chờ giải không ra. Cũng là ông khổ, bài toán thì khó quá, 3 ngày chờ giải không ra. Mà tôi thì say mê, tôi hứng ra cái giải là 10 cách luôn. Như vậy qua cái khó khăn này tự nhiên tôi trưởng thành. Thì cũng vậy, qua cái cõi ta bà đau khổ này mà mình vượt lên được thì tức là mình giác được. Cho nên mới để mới nói rằng là tu một đó là một đời làm việc yêu ích cho thiên hạ trong cõi ta bà này còn hơn 100.000 kiếp tu hành ở cõi khác. Như cái kinh hoàng đó, hơn 100.000 kiếp nữa chứ đâu phải hơn gấp 10 đâu, đâu phải hơn gấp trăm đâu, mà hơn gấp trăm ngàn lần. Nên thí dụ bây giờ thì có nhiều thí dụ lắm, thí dụ như là mình, bà Thanh Đề á, bà bị đọa kiếp ngạ quỷ dưới địa ngục đó, thấy không? Thì một kiều liên chỉ cần cúng một bữa chay tăng đâu có nhiêu tiền, tính ra nghĩ là kiếm tiền đô bao nhiêu đâu, nhưng mà lợi ích rất là lớn. Tại vì cái cõi mà sa đọa của bà Thanh Đề nặng lắm à, kéo dài nhiều đại kiếp à, mà một ngày ở cõi địa ngục phải dài lắm. Mà bây giờ nó đổi ngược lại là bả lên cõi trời và sống biết bao nhiêu đại kiếp nữa, nó chuyển lên. Mà trong khi tức là ý tôi nói là tốn rất ít mà lợi nhiêu rất rất là nhiều, phải không? Mình phải thấy cái điều đó nhá. Cho nên mình thấy cái đó tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời này lại là một bài học quý cho chúng ta. Mà mình khi mình thấy điều đó rồi đó thì tự nhiên mình sẽ biết cách tiết kiệm, mình ăn ít uống ít, mình nghĩa là mình chi tiêu mà kiểu gì chi túc á. Thì như vậy thì sư số tiền chút nào đó mình làm lợi ích cho mọi người, làm lợi ích cho đạo pháp, thì cái phước báo đó theo cái này nói nó gấp cả trăm ngàn lần như vậy, phải không? Thì cái đó mới gọi là, nếu mình hiểu về cái này, cái đó là đáng đầu tư. Còn cái chuyện mà cơm gạo áo tiền á, chúng ta lại không khéo, chúng ta lại bỏ thì giờ quá nhiều, như vậy chúng ta được gọi là nói cái danh từ là lãng phí. Một kiếp người chúng ta quý báu lắm, tại vì thân người khó được. Thân người này giống như là con rùa mù 100 năm trồi lên một lần mà kiếm cái bọng cây khó. Cái việc thân người này rất khó, mà chúng ta không khéo thì chúng ta lãng phí. Mà lãng phí thì cái quả báo nó phải xấu. Tại sao? Tại vì chúng ta sẽ đăng cho trong luân hồi nhiều kiếp nữa. Đăng nhiều lắm chứ không phải đăng trong một kiếp. Ví dụ như một cái biển mà tôi cho là cái dịch cái biển cũng nói là một biển đó, lẽ ra kiếp đó mà chịu khó tu hành thì là chứng A-la-hán, nhưng vì thương đứa con không xuất gia được, mà phải 81 kiếp sau phải trải qua gia đắc như thế, 81 kiếp sau mới có cơ hội để người tu mà chứng đắc được A-la-hán. Mà trong khi đứa con mình mà thương á, nó lại là một con chim. Tại ông đi ông chắc A-la-hán, ông có thần thông, ông thấy một chim nó cái 80 kiếp trước nó là con của ông, có thấy không? Cho nên nó nhiều khi mình chỉ ái một cái gì đó thì nó không đáng nghĩ chứ, mà nó lại chậm cái đường tu của chúng ta, chậm cái thành quả lớn cao lớn của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta có một cái nhìn chuyển biến như thế, chúng ta sẽ chuyển liền. Tôi nói thí dụ bây giờ cái chuyện nhỏ thôi, ví dụ nghe cái chuyện mà ngài Quan Công không? Đó, ngài bị mũi tên nó độc bắn nó đau, thấy không? Ngài chỉ cần tập trung đánh cờ cái quên đầu. Cũng như tôi cách đây 2 ngày tôi nhổ cái răng hả? Đó, nghe tôi tập trung đến bóng bàn cái tự nhiên tôi không thấy đau, tôi nói thầy kiếm tôi đánh bàn không thấy đau, quên đau liền. Đó là một thí nghiệm thì cũng vậy. Quý vị có nương tam bảo rồi, có kinh nghiệm, cái tập trung tốt đó, thì tự nhiên cái chuyện mà ngủ chợ ác thế cõi đời này nó quý vị quên liền. Cái gọi là khác thế đó. Thay vì trong quý vị kẹt trong hệ tọa độ XYZ thường á, thì bây giờ quý vị chuyển hệ tọa độ XYZ lớn, tập trung vô đây thì quên cái này, gọi là khác thế. Ai bảo mình cứ chui vô, cứ tập trung, cứ quen quần, cứ suy nghĩ hoài, cứ khởi niệm hoài thì nó khổ hoài thôi. Cái gọi là lần quần á, nó luôn hồi nó cái lần quần. Phải không? Cứ tối ngày cái cơm gạo đó thì cái lần quần rồi không thoát khỏi. Cái chuyện rất đơn giản, Phật chỉ rồi, cứ việc Nam Mô Như Là Phật để đòi phép thế đó. Thay vì mình kẹt trong tam độc tham sân si thì mình niệm Nam Mô Như Là Phật là thoát rồi đó. Trong một sách mà nó thoát đó.